Và sau đó là nói chung là nó vẫn ngồi ngoài đấy, nó vẫn ngồi ngoài trên băng ghế dự bị và nó như kiểu là ngồi xem cái ông coach đấy, ông ấy goes over the game plan, tức là ông ấy đang bàn bạc lại cái chiến lược của trận đấu. Tại vì đây đang ở trong trận bóng các bạn nhé, nhắc lại tí cho các bạn cho bạn nhớ. Good, let's keep going, tiếp luôn. Em nay chuyển luôn đây, mặc dù mình biết hôm nay rất nhiều người livestream. Anyways, trời ơi cái tóc của tôi. Okay, well now I can tell you firsthand. Nói chung là thì bây giờ tôi có thể nói cho bạn điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là gì đây. You guys smell, các cậu bốc mùi kinh quá đó. You guys smell, tức là mình hiểu là tất cả những cái thằng cu mà nó ở đang ở trong trong sân bóng ấy, nó đang đứng quay lại để nó bàn chiến lược, thì thằng nhân vật chính này thấy bọn nó rất là bốc mùi. Once the sun went down, it got really cold. Khi mà mặt trời đã lặn thì bắt đầu là thời tiết nó trở nên thật sự là lạnh. In fact, it got so cold. It got so cold, Mackie Cravey and Manuel Gonzalez went and got sleeping bags out of the Cravey's car. Thực tế là gì ạ? Cái trời nó lạnh đến cái nỗi mà nó trời tiết thì lạnh đến cái nỗi mà hai cái thằng trong đội bóng ấy là thậm chí là nó còn đem cả cái túi ngủ ra. Nó đem cả túi ngủ ra lấy từ một cái xe ô tô của cái thằng tên là Cravey, tức là mình sẽ hiểu là hai thằng này là hai cái thằng dự bị đó, được chưa? Tức là ba thằng này đang ngồi trên băng ghế dự bị thì hai cái thằng bạn này đấy, như kiểu là hai thằng bạn này lạnh quá và thậm chí là lấy cả cái túi ngủ ở trong xe ra để ngồi. Và thằng nhân vật chính này thì lạnh co ro. And dad still wouldn't even let me go get my coat. Và bố tôi thì vẫn không cho tôi đi lấy áo khoác, được chưa? Và các bạn hoàn toàn nhớ giúp thầy nhé, là buổi hôm trước là mình đã biết nha, là tại sao ông bố này sang trái hả? Ok. Ok, good. Cái buổi hôm trước là như kiểu mình đang nhớ là ông bố ông ấy không ông bố cũng không cho cái thằng nhân vật chính ấy đi lấy áo, bởi vì là sợ là ông huấn luyện viên ấy, ông ấy sẽ gọi thay người vào thì thằng con này luôn luôn phải sẵn sàng. Đó, Dad still wouldn't let even let me go get my coat. Bố tôi thậm chí vẫn không cho tôi đi lấy áo khoác. Ok, during a time out, trong giờ nghỉ này, mình hiểu là time out ở đây là giờ nghỉ các bạn nhá. During a time out, we all join the huddle. Tất cả chúng tôi thì đều tham gia vào cái cuộc hội nhóm, mình hiểu là hội ý chiến thuật đấy. And when the coach got an eye full of Mackie and Manuel, he told them they were excused and to go to the Cravey's car for the rest of the game. Tất cả mọi người thì đều tham gia vào cái cuộc bàn luận chiến lược này. Và khi mà thầy huấn luyện viên ấy, chỗ này mình nói cũng rất là hay các bạn nhé. When he got an eye full of, tức là mình sẽ hiểu là khi mà thầy ấy đã quá là chán đấy, tức là quá là chán ngấy cái việc nhìn hai cái thằng này rồi ấy, thì bắt đầu là cái ông huấn luyện viên này ông ấy làm gì ạ? Ông ấy bảo với hai cái thằng bạn tôi đúng không, là gì ạ? They were excused. Những cái chỗ động từ này các bạn hoàn toàn các bạn phải dịch được nhé. Đấy, họ được phép nhé. Bình thường là các bạn hay ví dụ như các bạn xin phép hoặc là các bạn nhờ vả ai đấy, các bạn hay nói là excuse me. Right? You guys will say excuse me. Thì ở đây mình hiểu là they were excused, tức là hai cái thằng ở trong túi ngủ này nó được cho phép, lại được cho phép là vào trong xe, đấy, vào trong xe ô tô trong phần còn lại của trận đấu. Đấy, ý ông coach này ông bảo ý là chúng mày cũng không cần phải ngồi đấy xem đâu. Đấy, lạnh quá thì thôi, đúng không? Chui vào xe mà ngủ. So, Mackie and Manuel got to sit in the heated SUV. Đó, cho nên là hai cái thằng bạn tôi ấy, là nó được nhé các bạn nhé. Ở đây mình có cái cụm rất là hay nhé. Got to do something. Mình sẽ có cái cụm nhé. Do something. Get to do something. Ở đây mình sẽ hiểu là nó sẽ khác các bạn nhé. Các bạn phải phân biệt giúp thầy là get to do something và have to do something. Right? I have to do my homework. Right? Tức là tôi phải làm bài tập về nhà. Tức là thường là mình sẽ không thích lắm, thì mình sẽ nói là have to do. Đó. Nhưng nếu mà mình nói là I got to do, đó thì nó lại khác các bạn nhé. I do something tức là nó là một cái như gọi là tốt ấy, tức là I have a chance to do something, như kiểu là mình khen ấy, tôi đã có một cái cơ hội tốt để tôi làm cái gì đấy, tức là tôi rất là biết ơn chẳng hạn đấy. Còn have to do này thì thường nó sẽ là nghĩa xấu, được không? Thì là mình sẽ cần phân biệt cái đấy giúp thầy nhé. Để này, ok không ta? Đây, lùi ra xa tí, lùi ra tí nhỉ. Rồi, cho nên là hai thằng bạn của tôi này thì
đã được đúng không? Got to, được ngồi trong một cái xe SUV đang được bật sưởi, ý là mình hiểu là nó được ngồi trong một cái ô tô rất là ấm áp. And while I had to sit on a cold metal bench in my shorts, đúng không? Trong khi mà nó được ngồi cái ô tô ấm áp được sưởi ấy, thì lúc đấy thì tôi lại phải ngồi trên một cái gì ạ? Nhớ nhá, dịch ngược giúp thầy này. Tôi phải ngồi trên một cái băng ghế làm bằng kim loại lạnh buốt. Được chưa? Ý là băng ghế dự bị đấy. Tôi phải ngồi trên cái băng ghế dự bị lạnh buốt với cái quần short của tôi. Đó, bình thường các bạn hay mua đồ, các bạn hay bảo là đi mua quần short đúng không? Đúng không? Các bạn có để ý không đấy? Quần short chính là quần quần short này này. Tức là cái quần đây chính là cái quần như kiểu quần đá bóng ấy, kiểu quần đùi ấy, quần đùi quần short đấy. Thì nó chính là từ short ở đây luôn. Là ngắn. Anyways, and I know for a fact that, và tôi biết một điều chắc chắn là như cái cụm nha các bạn nhé, I know for a fact that, thì nếu mà đi thi speaking nhé, thầy dạy các bạn, nếu mà đi thi speaking ấy mà các bạn như kiểu là các bạn rất là chắc chắn một cái điều gì đấy thì các bạn có thể dùng cái cụm này được, hình dung không? Và các bạn nhưng mà nhớ nhá, khi dùng thì nhấn nhấn âm lên một tí đấy. Ví dụ các bạn bảo là tôi biết chắc chắn rằng là đúng không, để mà đạt được điểm cao ấy thì đầu tiên là tôi phải làm tốt về phần reading và listening trước chẳng hạn, phải không? Thì khi mà đi thi các bạn hoàn toàn có thể nói luôn một câu nhé, I mean I know for a fact that if I want a high IELTS score I should first improve my reading and listening skills. Right? Kiểu kiểu như thế nhá. I know for a fact that. Xong rồi cộng SVO thôi. Thì thầy thấy là nó cũng khá là dễ dùng. Right? It's pretty easy to use. Cộng SVO mà. Gần như là cũng không cần phải nghĩ gì lắm. Đấy, có thể nhớ cụm này. Tôi biết một điều chắc chắn là đấy, the Cravies, tức là mình hiểu là hai cái thằng cu kia nhá, thì nó có cái TV ở trong xe của bọn nó. Tức là bọn nó được sưởi ấm này. Bọn nó được ngồi xem TV đúng không? So I'm sure those guys were totally living up in there. Và tôi chắc chắn rằng đúng không? Đây các bạn thấy không? I'm sure này. Chính là I know for a fact. Tôi đảm bảo là bọn nó đang gì ạ? Totally living it up. Tức là đang tận hưởng. Chắc chắn là bọn nó đang rất là tận hưởng ở trong cái xe ô tô ấm áp này. Đây. Được chưa? Anyways, tiếp nhá. Monday, sang ngày thứ hai nào. Monday, I have definitely got to start keeping on top of my laundry. Ngày đến ngày thứ hai đúng không, là tôi chắc chắn là tôi đã phải như thế nào đây, I've definitely got to start keeping on top of, tức là tôi cần phải để ý tới đấy, tôi chắc chắn là bây giờ tôi bắt đầu phải để ý tới cái đống đồ đồ bẩn của tôi rồi. Mình sẽ nhớ ở các buổi trước các bạn nhé, là cái thằng nhân vật chính này này nó rất là bẩn, không biết các bạn có nhớ không? Thằng nhân vật chính nó rất là bẩn, như kiểu là nó cứ dùng những cái đồ ấy, dùng đồ bẩn xong nó cứ dùng đi dùng lại và nó không giặt các bạn. Nó không giặt, từ từ nhé, để thầy cho như thế này đi có vẻ dễ nhìn hơn. Nó và nó không giặt. Đấy mình hiểu như thế thì đoạn này như kiểu là sắp chắc là sắp hết quần áo sạch đấy. I've been out of clean underwear for about 3 days. Ew. Ew. Đến nay đã là 3 ngày rồi. Đến nay đã là 3 ngày kể từ khi mà tôi hết hết đồ lót sạch để mặc rồi đúng không? So I've been wearing my bathing suit as a substitute. Cho nên là tôi đã bắt buộc là phải mặc cái đồ bơi đúng không? Tôi đã phải mặc, ý ở đây là không có quần lót nên là nó sẽ dùng quần bơi. Đấy, bathing suit tức là đồ bộ đồ tắm ấy. Thì đây mình sẽ hiểu là quần bơi. Đó, tôi đã phải mặc tạm cái quần bơi của tôi như là một sự gì đấy các bạn, a substitute. Còn bạn nào còn nhớ từ này không? Từ này mình đã học trong một cái bài mà khi mà thầy cô giáo của thằng nhân vật chính ấy ốm ấy, thì mình có một cái gọi là substitute teacher đến dạy. Thì mình hiểu substitute là như thế nào đấy? Một sự gì đây? Thay thế đúng rồi, và đấy thì nó sẽ lặp đi lặp lại thôi, đấy có thể là quần áo hay là cái gì đấy, nói chung là thay thế, substitute đúng không, tính từ được, danh từ được, đấy được hết. Tiếp, today we had phys ed, physical education, hôm nay thì bọn tôi có tiết thể dục. And when we changed into our gym clothes I totally forgot I was wearing my speedo underneath. Và khi mà bọn tôi đang thay đồ trong phòng thể chất ấy thì tôi hoàn toàn quên mất là tôi đang mặc cái quần bơi ở phía bên dưới. Cái tức cái speedo này nhá, thầy nhớ đây là một cái hãng đồ bơi ở bên nước ngoài thì phải. Đấy thì nhiều lúc ấy nó viết hoa là như kiểu là nó dùng luôn đấy các bạn anh đúng không? Nó dùng luôn cái tên của cái hãng đấy để thay cho cái từ vựng luôn. Đó, ví dụ nhá, thay vì các bạn nói là so I'm gonna get a drink, như kiểu là tôi sẽ đi mua một cái đồ uống đúng không, thì các bạn hoàn toàn thể bảo là so I went to get a Starbucks. Hình dung không? Tức là thay vì mình nói là tôi mua đồ uống nhá,
thì hoàn toàn các bạn thể nói là I went and got a Starbucks, đúng không? Thì là mình hiểu luôn là tôi mua một món đồ uống ở cái chỗ tên là Starbucks. Đó, thì đấy cũng thế. Speedo thì nhớ là một hãng thể thao liên quan đến bơi thì phải. Đó. Anyways, mình hiểu là quần bơi và những thằng kia nó nhìn nó cười đúng không? Ha ha này. It could have been a lot worse though. Đó, tuy vậy. À, hôm trước đã dặn cái từ though rồi, though là although thôi. Tuy vậy đúng không? Thì mọi việc đã có thể tệ hơn rất là nhiều. Tức là sao? Ý thằng này ấy, nó bảo là gì ạ? Mặc dù là bị cười đúng không? Nhưng mà thật là nó vẫn còn khá là may mắn. Đó, it could have been mà. Cái cấu trúc này hôm trước thầy đã dặn các bạn rồi nhá. Không có thật trong quá khứ, được chưa? Mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Tức là mình sẽ hiểu là sự thật là thằng này nó đang thấy là mình đang rất là may mắn ấy. Đó, chứ không nhiều bạn ấy khi mà dịch ấy, đúng không? Ôi mọi chuyện thật là tệ. Thì gần như ấy là nó dùng cái ngữ pháp và các bạn là bị hiểu gọi là kiểu ngược nghĩa luôn. Đó, thì phải coi chừng chỗ đấy nha. Anyways, I have a pair of Wonder Woman underoos that I have never taken out of their wrappers. And this morning I was pretty tempted to wear them just because they were clean. Tôi đã có một cái, ở đây mình sẽ hiểu là một cái quần 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 lót đấy. Tôi có một cái quần lót là như nào ạ? Của ai đấy? Các bạn biết Wonder Woman là không? Wonder Woman là ở trong vũ trụ phim của DC ấy, kiểu Superman này đúng không? Superman, Batman, Flash. Rồi Wonder Woman là cái bà mà cầm cái khiên xong rồi có cái kiếm ấy. Ý mình sẽ hiểu là có cái quần quần lót của phụ nữ đúng không? Mà tôi còn chưa từng gọi là mở ra khỏi cái gì đây, wrapper. Cái từ wrap này cái hồi học Giáng sinh ấy là mình nói suốt rồi. Đấy, wrap là bọc, đúng chưa? Wrapping là giấy bọc quà. Đấy, wrapper ở đây mình vẫn cứ hiểu là tôi chưa bóc ra khỏi cái gói ấy. À, chắc là nó vẫn đang vẫn còn cái túi nó đóng nguyên nguyên siêu đấy. Và sáng nay đúng không? And this morning, I was pretty tempted. Thầy rất là thích cái từ này các bạn nhé. I was pretty tempted. Sáng nay thì suýt nữa là tôi đã mặc cái quần lót của Wonder Woman này bởi vì là tôi nghĩ là cái quần này nó sạch. Đó, và ở đây mình có cái từ tempted cực kỳ hay luôn các bạn. Cái tempted này này. Tempted này mình có động từ các bạn nhé. Tempted to do something. Đó, tức là như kiểu là want to do something ấy. Các bạn hình dung nhưng mà nó sẽ như kiểu là gọi là như nào nhỉ? Want to do nhưng mà nó theo kiểu mạnh mạnh hơn đấy. Mạnh hơn nha, want to do plus. Đó, tức là tôi như kiểu là bị gọi là bị thu hút này, bị dụ dỗ. Đó, tại vì sao? Mình có cái danh từ là temptation. Nếu mà bạn nào xem nhiều các bạn sẽ biết cái từ nhé, temptation tức là sự cám dỗ. Đấy. Sự cám dỗ thì ở đây mình sẽ hiểu là I tempt to do something tức là tôi đã kiểu có ý định ấy. Hình dung không? Tôi có ý định là tôi đã định mặc cái quần này rồi. Bởi vì là đây là cái quần lót duy nhất còn sạch. Đó, nhưng mà may đúng không? Đấy thì mình hiểu là tất cả chỗ này này đều là giả định hết. Được chưa? Và sự thật là thằng này nó không mặc cái đấy. Được chưa? Ok. Believe me, I didn't ask for the Wonder Woman underoos either. This past summer, a few of my relatives asked mom what I wanted for my birthday, and she told them I was really into comics and superheroes. Tin tôi đi. Ấy, chết, bấm nhầm. Tin tôi đi. Tôi không hề đúng không? Đấy, tôi không hề đòi hỏi. Ask ở đây không phải là hỏi nữa nha, mà là đòi hỏi. Tôi không hề đòi hỏi bất kỳ một cái đồ nào liên quan đến Wonder Woman đâu. Đấy, cái mùa hè vừa rồi ấy, thì có một vài những cái người hàng xóm của tôi, các bạn nhé, relatives là một trong những từ bạn phải biết về chủ đề gia đình trong IELTS, đúng chưa? Cái mùa hè vừa rồi ấy, thì rất nhiều những người họ hàng của tôi thì hỏi mẹ tôi là gì ạ? What I wanted for my birthday. Là tôi muốn gì cho quà sinh nhật. Đấy, và mẹ tôi lại bảo là gì ạ? Tôi rất là gì đây? I was really into something. Cụm này dùng được trong IELTS này. To be into something nó chỉ bằng một từ rất là dễ thôi, bằng từ like. Đấy. Đấy. I'm really into chocolate. Tôi rất là thích sô cô la. I'm really into running. Đấy. Tôi rất là thích chạy bộ. I'm really into cycling. Tôi rất là thích đạp xe. Để ý hết nhé. Tôi rất là thích truyện tranh và siêu anh hùng. Thế nên là chắc là ông chú mới mua đúng không? Đây này. Cho nên là cái quần lót này là do ông chú của tôi, Uncle Charlie mua cho tôi đây. Các bạn sẽ thấy là cái quần của Wonder Woman là nó sẽ có cái hình kinh điển của nó luôn là hình chữ W. Được chưa? Nói chung là thằng này mà nó mặc cái này trường chắc bị trêu chết. We had another soccer game after school, but it's been getting a lot warmer lately. And I wasn't worried about the cold. Chúng tôi thì tối nay, đấy, à, nhầm, hôm nay sau giờ học, chúng tôi lại
có thêm một cái trận đá bóng nữa ở trường. Tuy nhiên ấy, là gần đây thì trời đã bắt đầu trở nên ấm lên. Cái từ lately này nhớ nhá là thời gian các bạn, không phải là muộn đâu nhá, mà là kiểu gần đây ấy. Lately như kiểu là recently, đấy, nói như kiểu recently. Gần đây thì trời bắt đầu ấm lên rồi. Và đấy, và tôi thì không thật sự là tôi quá là lo lắng về cái việc trời lạnh nữa. Khổ, ngon khổ này thì dễ. At school, me, Mackie and Manuel agreed we'd all bring some video games tonight. Ở trường ấy thì tôi, Mackie và Manuel, tức là hai cái thằng ở trong cùng đội bóng luôn, tất cả bọn tôi thì đã đều đồng ý là tối nay bọn tôi sẽ đem một số những cái video game, tức là băng video game để chơi với nhau đấy. And for the first time, và lần đầu tiên trong lịch sử, we actually enjoyed ourselves soccer. Lần đầu tiên trong lịch sử là chúng tôi thật sự là enjoy ourselves. Chỗ này mà các bạn dịch nghĩa đen thì nó hơi kỳ đấy. Chúng tôi tận hưởng bản thân thì nghe kỳ đúng không ạ? Mình sẽ hiểu là enjoy ourselves, tức là actually like happy, kiểu kiểu thế. Tại vì đó, lần đầu tiên mà chúng tôi cảm thấy vui đấy, chúng tôi cảm thấy thích thú ở trong những cái buổi đá bóng. Bởi vì mình sẽ nhớ lại tập trước nha, là tất cả những cái buổi đá bóng ấy, là ba thằng này là ngồi ở trên băng ghế dự bị ngồi chờ hết. Anyways, bạn nào mới tham gia vào livestream, mọi người nhớ bấm follow nhé. Thầy nghĩ là mình sẽ đọc chuyện tuần sau, thầy sẽ lên lịch nhé, ở trong cái group IELTS từ đầu của Football nhé. Bạn nào chưa join thì tìm giúp thầy IELTS từ đầu. Chắc là tuần sau đi, quyết tâm nha, đọc hết cái quyển số 3 này của Wimpy Kid. Được chưa? Chứ thật ra là thầy có thể quay sang thầy định chữa đề ấy, nhưng mà sợ là đang đọc một tí xong lại chữa ấy. Toàn đình rồi, đọc đi chữa thì kiểu các bạn quên ấy. Thì thôi, đấy, mình đã đọc rồi là mình đọc mấy buổi luôn. Rồi là mình đọc mấy buổi luôn cho nó hết luôn nhá. Chút nữa giải à? Chút nữa giải sợ muộn em ạ. Đấy, giải cái đấy thì ít nhất phải tiếng, đúng không? Tại vì vừa giải vừa phải giải thích nữa, cho nên là nó cũng hơi lâu ấy. Thì có thể là trong tuần tới đi, thầy sẽ đăng ở trên nhóm nhá. Chưa? Thôi, đọc nốt đi nhá, nó đang hay mà. Nào, nói chung là ba thằng này mang băng điện tử đến trường, đến trận bóng này xem này, để chơi nhé. Sorry, it didn't last long though. Đúng không? Lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy vui vẻ như thế này. Nhưng điều này thì làm sao? Không thế nào đây. Thể hỏi các bạn từ last này là như thế nào? Điều này thì không cái gì lâu đây. Từ này là động từ ấy nhá. Trong IELTS listening gặp rất là nhiều luôn. Nhất là những cái event ấy, nó bảo là cái event này nó sẽ last for 2-3 days. Tức là sao? Tức là cái lễ này hoặc là cái event này thì nó sẽ thế nào đây? Thế nào 2 đến 3 ngày các bạn? Cái từ này là một trong những cái từ mà trong IELTS listening nó đọc nhanh là nhiều bạn không nhận ra đâu đấy. Đúng rồi, kiểu diễn không trải qua thì không phải đâu nhá, mà nó sẽ là diễn ra, đúng rồi, nó sẽ là diễn ra hoặc là tồn, như kiểu là nó tồn tại ấy. Đúng không? Diễn ra tồn tại đấy, thì mình sẽ hiểu là cái niềm vui của bọn tôi ấy, thì nó không tồn tại được lâu. Chắc là lại có biến cố gì đấy. 20 minutes into the game, đúng không? Sau khi cái trận đấu bắt đầu được 20 phút, Mr. Lynch called all three of us off the bench and told us to get on the field. Thì 20 phút sau khi trận đấu bắt đầu nó thì thầy Lynch là bắt đầu gọi cả ba đứa chúng tôi. Đấy là đứng, gọi là đứng dậy đi. Và thầy bảo chúng tôi là bắt đầu chuẩn bị vào sân đá nhé. Đó. Đúng không? Cravey, Heffley, Gonzalez, đúng không? Gọi ba này vào đá. Tức là ba thằng này lại như kiểu là chỉ muốn ngồi để chơi điện tử thôi. Tự nhiên hôm nay ông thầy lại gọi. Apparently tức là clearly. Được chưa? Apparently là rõ ràng mà, mình hiểu là clearly rõ ràng một điều là gì ạ? Apparently, some parents complained that their kid wasn't getting any playing time. Đấy. Rõ ràng là đã có một số phụ huynh đó thì phàn nàn là con của họ là không được tham gia vào trận đá bóng ấy. Mình sẽ hiểu là wasn't getting any playing time, tức là wasn't get the chance to play the game, right? Play soccer. Tức là bố mẹ phàn nàn này. So, the rec league made a rule that now every kid has to get in the game. Đó. Và thế là cái giải đấu này thì nó tạo ra một cái luật mới, được chưa? Và yêu cầu là gì ạ? Bây giờ là tất cả đấy, đứa nào cũng phải vào để chơi hết. Thì mình sẽ thấy ngay là thế nên ba thằng này nó mới có cơ hội. Đấy, chứ còn không thì chắc là cũng, đúng không? Chắc là cũng ngồi dự bị luôn đấy. Well, none of us had been paying any attention to the game. So when we got on the field, we didn't know what to do or where to stand, right? Không một ai trong số chúng tôi, chỗ này phải là phủ định này, đấy, đọc cẩn thận nhé.
không có đứa nào trong số chúng tôi ấy là pay attention to something. Không có đứa nào trong số 3 đứa chúng tôi thì thật sự là chú ý đến trận đấu. Đấy, cho nên là gì ạ? Cho nên là khi mà bọn tôi vào sân ấy thì thực ra bọn tôi cũng không biết làm gì. Đấy, và bọn tôi cũng chẳng biết đứng ở đâu. Tức là ba thằng này vào là gọi là làm bù nhìn thôi, nó cũng chả biết là phải đứng ở vị trí nào. A couple of kids on our team told us the other team had a free kick. Tức là ở đây mình hiểu đá phạt đấy. Một số cái đứa trẻ đúng không? Thì trong đội à, đúng không? Thì mình của bọn tôi là gì ạ? Là cái đội kia nó có một cái cú sút phạt à? Ok, đúng rồi, free kick là sút phạt. And that we were supposed to stand shoulder to shoulder. Và đúng không? Những cái đứa trong đội đấy thì bảo là gì ạ? Ba đứa chúng tôi thì cần phải đứng làm sao đấy bạn? Stand shoulder to shoulder. Phải đứng gọi là vai kề vai, tức là mình hiểu là như kiểu đứng đá phạt là cứ đứng cạnh nhau ấy. Đấy, bọn tôi sẽ phải đứng sát nhau đấy để tạo nên một cái hàng rào để cho make a shield to block it. Một số những từ vựng các bạn nhá. Để tạo nên một cái lá chắn, ở đây mình hiểu shield là lá chắn hoặc là hàng rào đấy. Cái gì cũng được. Tạo nên một hàng rào để chắn cái đấy, đố biết cái đấy là cái gì. Nào các bạn đọc đến đây nhé các bạn. Thi thoảng nha, thầy sẽ hỏi thử các bạn, tại vì bình thường ấy khi mà đọc trong IELTS reading là thầy cũng sẽ hỏi ít ở đây là cái gì các bạn, để block cái gì đây. Chứ nhiều bạn là không phải shield, tạo nên một cái hàng rào để chặn nó lại tạo nên hàng rào để chặn hàng rào, làm gì có nghĩa đấy. Đúng rồi, cái từ ít này này các bạn phải hiểu nó chính là cái quả sút phạt ở phía trên này, đúng không? Hình dung không? Thì cái này thôi, lại nói lại thôi đấy, referencing language là những cái ngôn ngữ ám chỉ đó. Nói chung là ấy, bạn nào mà học IELTS reading ấy mà đúng phương pháp ấy, là khi đi học người ta phải nói cho các bạn cái này nhé. Các bạn hình dung không? Khi đi học người ta phải đặt tên được cho các bạn như thế này. Chứ còn không thì đọc là có lúc là quên đấy, không biết nó là cái gì đâu. Đó. Anyways. Tiếp. I thought the guys on my team were joking. But it turns out anyways, thanks, thanks. I thought the guys on my team were joking. Tôi cứ nghĩ là mấy đứa trong đội tôi thì nó đang đùa. But it turns out they weren't. Nhưng hóa ra là bọn nó nói thật. Đây cái từ hóa ra này hôm trước nói rồi. Được chưa? Được, nhầm, không phải đứa mà. Các bạn nào, đúng không? Các bạn nào mà hôm trước đã join rồi thì chắc chắn hôm nay các bạn dịch được nhé. Nhưng mà hóa ra là mấy đứa trong đội tôi nó nói thật đấy. Me, Manuel and Mackie had to line up in front of our goal. Ba đứa chúng tôi thì đã phải line up. Ba đứa chúng tôi thì đã phải xếp hàng ở trước cái khung thành của bọn tôi này. Then the referee blew the whistle and a kid from the other team ran at the ball and kicked it right at us. Và khi mà cái vị trọng tài, đấy referee, khi mà vị trọng tài thì thổi còi các bạn nhé. Blew whistle ở đây mình hiểu là cái còi. Thì đúng không? Và thì lúc này thì một cái đứa ở đội bên kia là bọn nó lao đến quả bóng và nó sút. Đấy, nó sút rồi phát vào phía chúng tôi, không biết sút ở đâu đây. Ba thằng ấy chạy mất dép. Well, we didn't do a really good job of protecting the goal and the other team scored. Ừ thì bọn tôi cũng không thật sự là làm quá là tốt công việc là bảo vệ khung thành, cho nên là đội kia nó đã ghi bàn. Đấy, nói chung là thằng kia nó sút phát là ba thằng ấy chạy luôn. Mr. Lynch pulled the three of us out of the game the second he got the chance. Thầy Lynch ấy, thì như kiểu mà gọi là đuổi chúng tôi, ông rút chúng tôi ra khỏi trận đấu. The second he got the chance, tức là sao? Ngay cái giây phút mà thầy ấy có thể, tức là mình sẽ hiểu là rất là nhanh các bạn nhé, very quickly, đúng không? Đấy, nhiều lúc mình dịch nó là cả một cục thôi, nhưng mà mình đơn giản hóa nó đi, còn một từ thôi. Thầy thầy thế thầy hết hồn á, thầy đuổi bọn tôi ngay ra ngay khi có thể. And he yelled at us for not standing still and blocking the ball. Và thầy ấy mắng chúng tôi bởi vì là chúng tôi không gọi là giữ vững được khung thành đấy, không đứng vững được để mà chắn được quả bóng. But I tell you what, đúng, nhưng mà để tôi nói cho bạn biết một cái điều là if I have to choose between getting yelled at or getting hit in the face with a soccer ball, it's no contest. Để cho nó để mà tôi nói cho bạn biết này, đúng không? Nếu được chưa? Tức là mình sẽ hiểu ở đây là nếu là nó sẽ có hai vế nhá. Nếu mà tôi phải chọn giữa, đúng không? Giữa A và B đây. Nếu mà tôi phải chọn giữa cái việc là bị ăn chửi và cái việc là bị sút ở mặt
đúng không? Đấy, thì làm sao? It's no contest. Các bạn có biết từ contest nghĩa là gì không? Cái file này ở trên group IELTS từ đầu có đấy. Chắc là hôm nay thầy đọc xong. Hôm nay anh đọc xong thì anh sẽ đăng ở trên đấy nhá. Thì bạn nào muốn tải cái file mà nó có những cái phần highlight này thì các bạn cứ lên đấy tải thôi, nó free hết mà. Contest ở đây là cuộc thi. Các bạn có hình dung không? Ý nó bảo là gì? If no contest, tức là sao? Nếu mà tôi phải chọn giữa là bị mắng với là bị sút bóng vào mặt đấy, thì là chắc chắn là tôi sẽ chọn gì? Yes, you're welcome. Thì mình sẽ hiểu là chắc chắn là tôi sẽ chọn là thà bị ăn chửi còn hơn đấy. Hình dung không? Đó, it's no contest, tức là thì đúng không? Khỏi phải nói. Đấy, hiểu thế. Khỏi phải bàn. Đúng không? Khỏi phải bàn. Chắc chắn là tôi sẽ chọn là ăn chửi. Chứ tôi không bao giờ chọn là bị sút quả bóng vào mặt. Đó. Thursday, sang ngày thứ năm nhá. Tiếp nào. Thursday. After the game last week, I asked Mr. Lynch if I could be the backup goalie for the team. And he said I could. Đấy, sau cái trận đấu tuần trước ấy, thì tôi xin thầy Lynch rằng là liệu tôi có thể trở thành một cái gì đấy ạ? Backup goalie, mình sẽ hiểu là thủ môn dự bị. Đó. Goal là không thành, đúng không? Goalie mình hiểu là dự bị. Là thủ thủ thành đấy. Tôi có thể trở thành một cái đứa gọi là dự bị cho thủ môn được không? Và thầy ấy đồng ý, đúng không? He said I could, tức là he agreed. It was a genius move on my part. Đúng không? Và đúng không, về phía tôi thì đây là một cái bước đi đấy, hoàn toàn thiên tài. Thằng này rất là ấy. Move ở đây các bạn nhớ nhé, hôm trước thầy đã nói rồi, ở đây move ở đây nó như kiểu là bước đi ấy. Bước đi hoặc là một cái hành động đó, đây là một cái bước đi thiên tài của tôi, bởi vì là gì đây, for a couple of reasons, đúng không? Bởi vì một số lý do đấy. First of all, đầu tiên là tại sao lại là genius. First of all, goalies don't have to run laps and all that stuff during practice. Đấy, cái điều đầu tiên đó chính là những cái người thủ môn ấy thì không cần phải chạy gì đấy các bạn. Các bạn còn nhớ lap là cái gì không đấy? Này nói mấy lần rồi nhá. Thủ môn thì không cần phải run laps. Tức là sao? Laps là thầy dặn các bạn là đua xe công thức 1 đấy nhớ không? Mà ở giữa nó luôn luôn nó ghi một cái là laps ấy. Ví dụ 3 laps, 4 laps là cái gì? Là vòng nhá. Được chưa? Mình sẽ hiểu là thủ môn ấy thì thường là sẽ không phải chạy quá là nhiều. Đó, và sẽ không cần phải làm như kiểu những cái việc nặng nhọc trong cái giờ tập, tức là thằng này nó rất là lười, mình hiểu thế. They just do individual goalie drills with the assistant coach. Tất cả những gì mà những cái người thủ thành cần phải làm ấy, đó chính là chỉ cần thực hiện cái này thôi. Nào, từ này là một từ hay nhé, thầy muốn bạn nốt cái này vào khi mà đi thi speaking dùng được này. To do the drills, các bạn có biết drills là cái gì không? Drill bình thường là cái gì ạ? Nghĩa đen đấy. Các bạn biết drill nghĩa đen là gì không? The drill. Tức là cái khoan đấy. Hình dung không? Cái khoan đấy. Thì ở đây mình hiểu nhá. Drills, nhưng mà thằng này nó phải là danh từ các bạn. Drills ở đây nó sẽ như kiểu là bài tập đấy. Nhưng nó như kiểu là practice. Hình dung không? Nó như kiểu là practice và exercises. Những cái bài tập. Đó. Thì nhá. Cái này này. Nó có thể tập bất kỳ cái gì. Ví dụ đi. Thay vì các bạn nói là I have to practice pronunciation đúng không? Tôi sẽ cần phải tập luyện về về phát âm ấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể bảo là gì ạ? So when I prepared for the IELTS test, I was doing like pronunciation drills all the time. Đúng không? Đấy, khi mà chuẩn bị cho cái bài thi IELTS speaking thì gần như là ngày nào tôi cũng sẽ có những cái bài tập luyện phát âm. Các bạn hình dung ạ, thì cái từ drills này nó như kiểu là exercises. Đấy, cái nghĩa nó khá là bằng, nó khá là giống. Từ này là trong reading có đấy nhé. Cái này thầy có up lên YouTube em nhé, nhưng mà ấy, có up lên ITB nhưng nó sẽ hơi hơi lâu đấy nhé, nói chung tại vì hôm nào cũng có bạn hỏi, nó sẽ hơi lâu một chút, phải chờ vài ngày thì mới đăng, cho nên nó sẽ hơi bị chậm, nó hơi bị delay hơn một chút. So basically you should just enjoy the stream right now. Anyways, ok, lý do thứ nhất đó chính là tôi không phải vận động nhiều đấy, first of all này, thấy không, thì chỗ này là second, được chưa? Lý do thứ hai mà tôi nghĩ đây là một cái bước đi thiên tài là gì? Goalies wear different uniforms than the rest of the team. Những cái người thủ môn ấy thì mặc những cái đồ khác biệt so với phần còn lại của đội. And that means Mr. Lynch can't put me in the game when it's time to block free kicks. Tức là thằng nhân vật chính này rất khôn các bạn. Đúng không? Đấy, thủ môn thì sẽ cần phải mặc những cái quần áo khác so với phần còn lại của đội. Cho nên điều này có nghĩa là gì? Thầy Lich không thể nào mà bắt tôi, đúng không? Thầy Lich không thể nào mà bắt tôi phải
tham gia vào trận đấu khi bất kỳ khi nào mà có những cái cú đá phạt, là to block free kicks, tức là mình sẽ hiểu là tôi sẽ không cần phải làm cái bao 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 cát để tôi chắn quả bóng ấy, hình dung không, là như kiểu là tôi đỡ bị sút vào mặt ấy. Cho em xin lịch live với ạ. Thầy không có lịch live cố định đâu ngân ạ, thường nhá, thường sẽ là thứ tư đấy, thường sẽ là tối thứ tư và tối thứ bảy chủ nhật. Nhưng nếu mà em muốn cập nhật cái lịch đọc ấy thì em lên phở bò nhé, em lên phở bò, em chịu khó em lên phở bò em tìm giúp thầy cái group nhé, là IELTS từ đầu, các bạn có thấy cái tên đây không đấy? See, I just put like the name of the brand here, IELTS từ đầu, em tìm cái này nhé. Thì thường là trước đấy vài hôm thì thầy sẽ đăng một cái bài, thầy thông báo cho cả nhóm ấy chợ để cho các bạn ấy biết vào đọc thôi, chứ còn bây giờ không hứa trước nha. Anyways, cảm ơn các bạn đã bấm like nha, không biết hôm nay được 5k tin không ta. Hôm nay chủ nhật có vẻ hơi nhiều người livestream nên hơi vắng một chút nhưng không sao. Đấy, vắng cũng đọc, đông cũng đọc mà vắng cũng đọc. Doesn't matter. Tiếp nào. Our regular goalie, Tucker Fox, is the star of the team. So I knew there was no way I was gonna see any playing time anyway. Cái người thủ môn, gọi là đây mình hiểu, nói thường ngày thì ý là cái người thủ môn, gọi là ruột đấy đúng không, cái người thủ môn ruột được yêu thích của đội tôi là Tucker Fox đấy, và cái thằng Tucker Fox này nó là ngôi sao của đội, cho nên là tôi biết đấy, cả thằng này rất là khôn, là nhân vật chính rất là khôn đấy, cho nên tôi biết là gì ạ, không đời nào, there was no way, không đời nào mà tôi sẽ được vào sân để chơi nó, cho nên là tôi chắc là tôi cũng không cần phải lo đúng không? These last few games have actually been kind of fun đấy. Đấy, cho nên nói chung là tôi không cần phải vào sân để chơi, cho nên là một vài những cái trận đấu vừa rồi thì nó khá là vui đấy chứ, đúng không? Tôi chẳng phải làm gì hết, tôi chỉ ngồi tôi chơi thôi. But tonight, something bad happened. Đấy, tuy nhiên tối nay là có biến các bạn, something bad happened. Bắt đầu có biến rồi. Đấy, bình thường là không cần phải vào đâu, nhưng mà chắc là bị chấn thương. Tucker hurt his hand diving after a ball and he had to come out. Đúng không? Cái thằng thủ môn Tucker này thì nó đã làm, tức là nó bị chấn thương ở cái tay, chắc là bị chấn thương cổ tay nó sau khi mà gì đấy, diving. Thật ra các bạn nhé, cái từ diving này các bạn biết tại sao cấu trúc của chỗ này không, nó lại nói là Tucker hurt his hand diving after a ball, các bạn hình dung ạ, tại vì các bạn sẽ hiểu nhá, chỗ thằng hurt này là verb đúng không, các bạn hình dung không, thằng hurt này là verb nhá, thì các bạn sẽ tự hỏi là tự nhiên tại sao ở đây nó lại có cái verb ấy, đố biết tại sao chỗ này có verb ấy đúng không, ấy ôi, cấu trúc gì đây đúng không, cấu trúc gì đây. Thật ra ấy mình có thể hiểu cách đơn giản các bạn, đúng ra là chỗ này là có chữ when này, các bạn hình dung không, hình dung không, nhưng mà như kiểu là, nhưng mà như kiểu là nó rút gọn đi ấy đó, hình dung ạ, thì mình cứ hiểu là gì ạ, nó đã bị thương khi mà nó gọi là lao tới để nó bắt một quả bóng đấy, diving at a ball, dive tức là lặn các bạn nhé, dive, right, dive và lặn xuống ấy. Đó, thì ở đây mình sẽ hiểu là không, chỗ này thực ra nó không không phải là mệnh đề quan hệ đâu, nó không phải là which đâu ạ. Đúng không? Tại vì rõ ràng cái này nó không phải là which dive. Nó không phải là which dive, nên thật ra ở đây nó là rút gọn when chứ không không hẳn là kiểu which các thứ đâu. Mình hiểu rút gọn when đi là chuẩn nhất. Anyways. And he had to come out, đúng không? Cho nên là nói chung là thằng thủ môn này nó bị thương thì nó phải ra ngoài thôi. So that meant the coach had to put me in. Cho nên là thầy đã phải cho tôi vào, thầy huấn luyện viên đã phải thay tôi vào. Well, that was really excited. I was finally getting some real playing time. Đó, bố tôi thì cực kỳ là hưng phấn. Bởi vì là cuối cùng là tôi đã có một số những cái gì real playing time. Tôi đã có cơ hội để vào sân chơi. Đó. And he came down to my end of the field to coach me from the sideline. Cho nên là bố tôi gọi là tiến xuống sân đấy và đến cái chỗ để... ở đây mình sẽ hiểu các bạn nhé, came down to my end of the field, tức là sao, tại vì thằng này nó là thủ môn, các bạn hiểu không, nó là thủ môn cho nên nó đứng ở cuối sân ấy, thì mình sẽ hiểu là ông bố đến cái phía sân của tôi đang đứng khung thành ấy để có thể gọi là quân sư đấy, coach ở đây mình hiểu là quân sư đi, để có thể quân sư cho tôi từ cái vạch biên đó, sideline là vạch biên. It's not like I really needed it though. Nào, thầy hỏi các bạn nhé, nếu các bạn đọc trong xong cái câu này ấy, thì mình sẽ hiểu là thằng con nó có thích không? Thằng con nó có cần cái sự giúp đỡ của ông bố không? Nó có hay không? Các bạn chat thử giúp thầy nào. Đấy, thi thoảng đọc IELTS là nó cũng sẽ kiểu như thế này này. Mình đọc xong ở trong đầu mình nó phải là có hay không? Đấy, đơn giản thôi.
mình đơn giản hóa nó đi, mình đừng phức tạp hóa lên các bạn nhé. Đúng rồi, mình sẽ hiểu là không nhé, nó it's not like đúng không? Tiếng Việt nó sẽ như kiểu là cũng chẳng phải là đúng không? Vậy thôi, đấy, tiếng Việt nó kiểu cũng chẳng phải là đến nỗi mà tôi chẳng chẳng phải đến nỗi mà tôi gọi là cần bố tôi khuyên đấy, tức là mình hiểu là tôi cũng không cần bố tôi khuyên lắm đó. Đội của tôi ra đây, our team kept the ball on the other side of the field for the whole rest of the game. Cái đội của tôi ấy, thì gọi là kiểm soát được quả bóng ở phía bên kia của cái sân chơi gần như là cả cái trận đấu này đấy, cho nên nói chung là thằng thủ môn này rất là nhàn. And I didn't even touch it once. Cho nên là thật ra là trong cả trận đấu này tôi còn chẳng cần phải chạm vào quả bóng một lần nào. Make sure you bend your knees, Greg. Đây, cái từ bend này hôm trước thầy bảo các bạn đây. Đó, hôm trước mình có cái từ bend over đúng không? Nhớ thằng anh chơi xỏ thằng em không? Thằng anh chơi xỏ thằng em vứt đồng xu đất thằng em như thế nào? Bend là như thế nào đây? Mà thầy bảo các bạn là trong bài math ấy, nó bảo là a bend. Tức là một khúc gì đây? Các bạn hoàn toàn nhé, làm thế nào để các bạn nhớ được cái từ bend này thì thầy nó sẽ là, thật ra nhá các bạn nói là cúi thì nó không hẳn đâu, nó phải là bend over hoặc là bend down nó mới là cúi, nhưng mà bend ở bend như kiểu là gập đấy, nó là gập nhá. Nhưng mà chỗ này mình hiểu là gì, con ơi đúng không, trùng đấy, mình hiểu là con ơi con trùng cái gối xuống đúng không, mình hiểu là trùng gối xuống tức là sao, ý ông bố bảo là gì, nếu mà muốn bắt được quả bóng ấy, còn nếu kiểu như kiểu mình phản xạ nhanh ấy các bạn hình dung không, thì là mình phải trùng cái gối người mình nó di chuyển cho nó nhanh ấy. Chứ nếu mà các bạn cứ đứng như kiểu là các bạn đang đứng chơi ấy, thì khi mà bóng nó sút đến là các bạn không phản ứng kịp đó, thì ý là con ơi đúng không, đấy con trùng cái chân xuống một tí để con bắt quả bóng. Thầy dạy các bạn cách nhớ nhá, thầy dùng cái phương pháp rất là dễ đấy, mnemonic method. Các bạn nào mà theo dõi group thì các bạn đã biết là thầy có cái phương pháp mnemonic, thầy dạy này xem các bạn nhớ nhá. Các bạn nhớ Ben là bẻ cong đúng không, đấy các bạn có thể nhớ Ben nhá, các bạn thấy chữ BE không, thấy chữ BE không, mình hiểu là Ben là bẻ nhá, hình dung không, hai chữ B nhá, được chưa, bên bẻ được chưa, và mình có thể nhớ chữ B ấy. Các bạn thấy chữ B nó có hai cái vòng tròn này không, đấy chữ chết, các bạn có thể nhớ là chữ B nó có hai cái chỗ này này, thấy không, nhìn các bạn thấy không ạ, thì mình có thể hiểu nhá, chính hai cái vòng này nó là hai cái bend, nó là hai khúc cua ấy, thì sau này nếu mà nó dùng trong reading các bạn nhận ra này, nó dùng trong listening các bạn cũng sẽ nhận ra. Được chưa? Bất kỳ bạn nào mà đã làm listening cái dạng map rồi ấy, thì thầy đảm bảo luôn sẽ có từ bend. Đấy khúc khúc cua, khúc rẽ, nó có thể là khúc cua cái gì? Thầy hay thấy là nó dùng nó nói là a short bend. Đó, đúng, một khúc cua rất là gắt. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì mình nhớ bend là bẻ, là cong, được chưa? Và bản thân chữ B nó có hai cái bend ở trong đấy. Anyway. Từ nào cũng có thể nhớ được nhá, Đức Mạnh nhá. Thầy chưa thấy từ nào là không được hết. Chỉ là em có nghĩ ra không thôi, có thành thói quen không thôi, gần như là từ nào cũng được. Chấp luôn, chấp luôn, em có thể cho thầy bất kỳ từ nào thầy cũng sẽ tìm được ra cái mnemonic cho em. Anyways, I think I know what dad was up to though. Tôi nghĩ là tôi biết là bố tôi là gì đây. What's up to, cụm này cực kỳ hay các bạn nhé, đây không phải lên nhé, bố tôi biết là bố tôi sẽ lên cái gì. Nhiều bạn dịch có khi lên cái gì, ở đây mình sẽ hiểu nhé, up something, something tức là sao, tức là cái gọi là plan đấy bạn đúng không, tức là mình hiểu là ý đồ đấy, âm mưu, kế hoạch đấy, định làm một cái gì đấy. Đây mình hiểu là gì ạ, bố tôi bảo tôi là trùng chân xuống đấy, thì tôi có thể hiểu là bố tôi đang gọi là có cái ý đồ gì trong đầu, cũng không hiểu lắm, chắc là bắt thằng con phải vận động nhiều à? Nó kiểu kiểu thế đó, thì chỗ này gần như là nếu mà đọc cùng thầy thì thầy giải nghĩa luôn cho các bạn thì nó nhanh ấy. Định chữa nhá, định chữa nhá trường nhá, nhưng mà chắc là đọc hết cái quyển để đang ạ, tại vì đang đọc dở, nếu mà bây giờ đọc dở mà mình lại chữa đề xong rồi quay lại đọc thì thường các bạn sẽ bị quên đấy, nhưng mà tại vì không lo nhá, tại vì là cái đề nó vẫn ở đấy mà đúng không, hôm nào mình thích chữa thì mình chữa, không 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 ý thế là nó không vội ấy, nhưng mà cái chuyện này nếu mà đang đọc dở được có một hôm xong rồi lại cách ra thì các bạn quên mất đấy, cho nên mình đọc một phát đúng không, like three four live streams in a row, mình đọc ba bốn phát liền liên tiếp luôn thì nó mới liền, đọc nó mới hay, đúng không? Tiếp nào. When I used to play t-ball, I had a really hard time concentrating on the game. Hồi xưa ấy, khi mà chơi, tôi chơi cái môn, đây mình ở bóng chày, t-ball, khi mà tôi chơi cái môn bóng chày ấy, thì tôi rất là khó tập trung, đúng không? I had a really hard time concentrating.
Tôi rất là khó tập trung vào trận đấu. Tonight, Dad just wanted to make sure I didn't get distracted the way I used to get when I played right field. Tối nay thì bố tôi chỉ muốn đảm bảo là gì ạ? Là tôi không bị gọi là mất tập trung. Đấy. Đấy, tối nay bố tôi chỉ mong tôi là đừng có mất tập trung như là cái cách mà hồi xưa tôi chơi cái môn hồi bé đúng không? Tôi chơi cái bộ môn bóng chày. Đó, và hồi đây là hồi bé này đúng không? Quit playing in the tulips đúng không? Con ơi đúng không? Đừng có mà nghịch hoa nữa. Đây thằng con này, thằng nhân vật chính hồi bé đây. Bóng bóng nó đến nó thài kiểu như là nó bị mất tập trung ấy, nó chơi với cây cỏ hoa lá nó không để ý. Đúng rồi, sao nhãng. Good one. Anyway, I have to admit, it was probably a good thing that dad stayed on my case tonight. Tôi phải thừa nhận đúng không? Đấy, cái việc mà bố tôi ở bên cạnh tối nay ấy, thì có lẽ nó là một cái điều tốt chứ. Đó, tức là như kiểu là ông bố giúp được đúng không? Ông bố giúp mình. Đấy, bố mình là giúp mình tập trung nên là it was probably a good thing, right? It's not really a bad thing. There were about a million dandelions down at my end of the field. Có rất là nhiều những cái bông hoa. Thầy nhớ cái hoa này là hoa gì nhỉ? Thầy biết là hoa nhưng mà thầy đang không nhớ nó là loài hoa gì. Cái từ này nhá, nó là tên một cái bài hát đấy. Bạn ạ, em thấy sách này bản tiếng Việt rẻ mà bản tiếng Anh giá nó gấp kịch. Hoa bồ công anh. Ừ. Cảm ơn các bạn nhé. Hoa bồ công anh thì có khi tiếng Việt thầy cũng không, tức là nghe thấy rồi nhưng mà thầy kiểu không. I'm not really an expert when it comes to flowers. So, you guys can excuse me. Đúng rồi, bản tiếng Anh thì nó phải đắt hơn đấy mà. Bản tiếng Việt thì, right? English and stuff, they're just gonna double the price. Because why not? Right? Hoa bồ công anh, ok. Nói chung là ở phía sân của tôi ấy, thì nói chung là nó có rất là nhiều hoa. Đấy. Và tôi rất là hay dễ bị mất tập trung. And in the second half, I was starting to get a little twitchy. Và đến khoảng tầm nửa hiệp 2 các bạn nhé. Ở đây mình hiểu là second half tức là hiệp 2. Được chưa? Những cái từ này này là những cái từ là ví dụ như trong khi mà thầy dạy speaking ấy, nếu mà các bạn nào mà muốn tả về trận bóng ấy, thì các bạn sẽ phải biết nhá. Mình sẽ có những cái từ như là the first half là hiệp 1 này, đúng không? The second half là hiệp 2. Được chưa? And the break là giờ nghỉ. Đó, thì ở đây half đấy không phải là một nửa nhá, mà mình hiểu the second half tức là nửa sau của trận đấu ấy. Thì đúng không? Thì đây mình hiểu là hiệp 2. Đó, nhiều từ nếu mà bạn nào xem đá bóng nhiều chắc cũng biết. Ở đến bắt đầu hiệp 2 là bắt đầu tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy tí, twitchy, tức là bắt đầu tôi thấy hơi gọi là ngứa ngáy chân tay đúng không? Tôi hơi mất tập trung một tí. Đó, anyways, Monday, sang ngày hôm sau rồi đúng không? Không sao hết, ngày thứ hai. Monday, well, yesterday we had another soccer game. Ngày hôm qua thì bọn tôi lại có một trận đá bóng nữa. And luckily, Dad wasn't there to see it. Và may là ngày hôm qua, tức là ngày chủ nhật đấy. Ngày hôm qua thì bố tôi không đến xem trận đấu. We lost our first game of the season. 1 to 0. Khi các bạn muốn nói tỷ số nhé, luôn luôn mình sẽ nói là 1 to something. Hình dung không? 1 to 0. Right? 1 to 2. Kiểu như thế. Đấy, hôm qua là bọn tôi bị dẫn, đúng không? Mình hiểu là bọn tôi thua cái trận đấu đầu tiên trong cái mùa giải. Thua 1-0. Somehow the other team got the ball past me in the last few seconds and they won the game, right? Bằng một cách thần kỳ nào đó thì cái đội kia ấy đã sút được quả bóng gọi là qua cái khung thành của tôi, đó sút được quả bóng qua người tôi trong một vài giây cuối cùng, và cuối cùng là bọn nó thắng cái trận đấu. Và mình sẽ hiểu nhá, pass me tức là sao, tại vì thằng nhân vật chính này nó là thủ thành các bạn, goalie đấy, nhớ lại cái từ từ vựng nhá. Đó, a goalie, bởi vì thằng nhân vật chính này là một người thủ thành cho nên là sút qua nó thì chứng tỏ là sút là goal gì đó. So that ruined our perfect record. Đúng không? Cho nên là cái điều này nó đã hủy hoại. Đấy, ruin này thì cứ nhớ là mũi tên xuống thôi. Đúng không? Đấy, điều này thì đã hoàn toàn hủy hoại cái lịch sử đấu đấy rất hoàn hảo của chúng tôi, tức là có thể như là cái mùa giải trước chưa thua trận nào nhưng mà tự nhiên lại bị thua một. Tức là nhìn nó xấu ấy. After the game, everyone on my team was in a sour mood. I tried to cheer them up. Sau trận đấu thì tất cả những cái thành viên trong đội của tôi thì đang cái gì đây nào? Từ này rất là hay đấy. To be in a sour mood. Đố bạn biết nhé, sour là vị gì? Là trong trong nấu ăn đấy. Sour là vị gì ạ? Các bạn chắc thử có thể nào. Thì, ví dụ như sườn xào chua ngọt đấy. Các bạn hiểu không? Thì mình sẽ nói là sweet and sour.
tức là chua chua đúng không, mình hiểu chua nhá, tức là sao sau mút, tức là bọn tôi đang rất là gì cay 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 đúng không đấy, tiếng Anh là đúng không, lại bảo là chúng tôi có một tâm trạng rất là chua đấy, mình hiểu ở đây là chua nhưng mà đây là chua cay các bạn nhé. Tâm trạng của chúng tôi khá là hào hào, nói chung là rất là buồn đấy, cho nên là lúc đấy là tôi đã cố gọi là cheer them up đấy, tôi đã cố động viên những cái thằng trong team tôi. Nói chung là từ cheer này các bạn có thể nhớ sang cái từ cheerleader ấy, đúng không? Leader xem nữa, leader là cổ động viên ấy, thì mình có động từ cheer somebody up, tôi làm cái đó vui chua chát đúng không, cay cú đúng không, rất ảo đấy, dịch cả chua nhưng mà sang tiếng Việt lại thành cay. Thôi thì nói chua cay đi cho nó dễ dễ nhớ. Well, it's just a stupid game, right, fellas? Đúng không? Đấy, an ủi đúng không? Ừ, các cậu ơi, fellas, tức là các bạn nhé. Fellas như kiểu tiếng lóng thôi. Đúng không? Ôi, đúng không? Chúng mày ơi, đúng không? Thật ra đây chỉ là một cái trận đấu linh tinh vớ vẩn thôi mà. Đúng không? Có gì đâu mà phải cay. Đó. My teammates thank me for being positive by pelting me with orange pills. Những cái thằng đồng đội của tôi ấy, thì cảm ơn tôi vì đã trở nên tích cực đúng không? Bằng cách là gì đây? Pelting me, I have no idea what that this is. Pelt, thử nhá, tìm từ từ pelt là từ ấy lại. Thế nào? Chạy à? Thế nào? Ném. Ném à? Orange pills, ném hoặc là chạy nhanh. Ok. I'm not really sure what this is. Anyways, nói chung là bọn nó cảm ơn tôi cứ thế đi cho nó nhanh. Anyways, I'm gonna skip this. Back at home, I was nervous to tell dad about the game. Khi mà tôi về nhà thì tôi khá là lo lắng. Đấy, để tôi kể lại bố tôi. Tức là ông bố suốt ngày đến xem con chơi đúng không? Có một trận không đến phát. Yeah, thầy nghĩ cái này nó là một cái tiếng lóng đấy. Từ từ nhá, tìm thử nào. Cái này nó là một cái tiếng lóng đấy các bạn. Tìm thử nhá, không sao, Orange Fields. Nhưng mà là Cambridge. Cái này phải tìm sâu đấy các bạn. Cái này chắc ngôn ngữ đây, đừng tưởng nó là vỏ cam thật đấy nhé, thầy cũng không nghĩ là vỏ cam thật đâu, từ để tìm xem nào. Let's figurative, đây rồi thầy đây các bạn, đây 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 đó, đây nhá, đây là gọi là nghĩa bóng này, thầy sẽ tìm như này nhé. Small acts of service and partner's willingness to perform the... ok. Thật á? Đâu? Orange Pill, đây là một cái theory. Tức là những cái hành động mà, đúng không? Hành động rất là nhỏ, quan tâm đến nhau. Đấy, từ đó thì thể hiện sự quan tâm đến người khác à, nhưng mà có chắc không ta? Ừ, tức là cái này nó như kiểu là một cái... Ừ, nó như kiểu là ý là mình hiểu là nó vẫn là những cái hành động cảm ơn thôi các bạn. Đúng không? Mình sẽ hiểu ở đây là bọn nó cảm ơn thôi, những cái hành động nhỏ nó cảm ơn thôi. Đấy chứ nó không có nghĩa gì nữa đâu các bạn, nhiều lúc mình hơi bị overthinking. Anyways, tiếp nhá. Khi mà về nhà thì tôi rất là sợ đúng không? Tôi không dám kể cho bố tôi về cái trận đấu này. I guess he seemed a little disappointed, but he got over it pretty quick. Tôi đoán là bố tôi tương đối là thất vọng vì cái trận đấu này, nhưng mà bố tôi thì đã gì đây nào, get over đây, các bạn nào mà hay quỵ lụy đây, get over là như nào, bố tôi đã vượt qua đúng không, get over something là vượt qua, bố tôi như kiểu là không không còn thất vọng nữa, khá là nhanh đúng không. chết cười mất, ông bố vẫn hỏi con did you bend your knees đúng không? Đấy, thế cái lúc đấy con bắt bóng thì con có trùng cái gối xuống không. Lúc đấy con bắt bóng này con có trùng người ngồi xuống đâu, cả ông bố quan tâm mỗi cái việc là con, thằng con nó có trùng ngồi xuống không thôi. But tonight when dad got home from dinner, he looked really mad. Đấy, nhưng mà hôm nay bố tôi ấy, là trông trông có vẻ thực sự là tức giận. Đó. He plopped the newspaper down in front of me on the kitchen table. Bố tôi ném toẹt cái tờ báo trước mặt tôi đúng không? Ở trên cái bàn bếp, tức là ném bột phát ấy. Ném bột một phát đúng không? And here was the picture of the sports page. Và đây chính là cái hình ảnh ở trên cái trang của cái tờ báo thể thao. trên mắt tôi thằng con kiểu thằng con kiểu ông bố không đến canh một hôm mà thằng con mất tập trung luôn các bạn. A blown opportunity, đúng không? Tức là báo nó đặt tiêu đề các bạn, một cái cơ hội đã bị thổi bay. Đấy. Thằng thủ môn kiểu ngồi chơi với hoa Bùi Công Anh á. Đúng không?
Đó. Red Sox goalie đúng không? Đấy, thủ môn của cái đội tất đỏ, tức là tên của đội này nhé. Thủ môn đúng không? Gregory Halfley takes a break from the action as a 50-yard kick by Demon Dogs midfielder. Midfielder ở đây mình hiểu là trung trung vệ đúng không? Tức là đá ở giữa sân đấy. Thằng thủ môn này đúng không? Thì nó đã takes a break from, tức là sao? Tức là mình sẽ hiểu là nó nghỉ. Tức là mình dịch là nghỉ thôi, thì mình sẽ hiểu là không để ý tới, đúng không? Không để ý tới, không tập trung đến đó, đến cái cú sút và cách đấy 50 dặm của cái thằng trung vệ phía bên kia. Đó, the score ended. The Sox bid for an undefeated season. Và cái bàn thắng này thì nó đã kết thúc cái chuỗi thắng đấy, cái chuỗi bất bại trong mùa này của cái đội tất đỏ đấy, undefeated season. Nó đã kết thúc một cái chuỗi bất bại của cái đội này. Yeah, chứng nào tường tận đấy. Thằng con kiểu kiểu siêu mất tập trung ấy. Anyways, apparently, Dad found out about the paper from his boss at work. Không, rõ ràng là bố tôi thì đã gọi là thấy cái tờ báo này từ chỗ ông sếp ở ở công ty, thế thì còn xấu hổ hơn nữa. Mấy ông ở công ty ông bố trêu nhá. Great son, you got there, Frank. Ôi, Frank ơi, đúng không? Đấy, con cậu giỏi thế. Con cậu giỏi thế đây, thằng con đây. Thằng con này đúng là chỉ được cái báo. Ôi, Frank ơi, con cậu giỏi thế. Mặt ông bố nghệt luôn. So maybe I didn't tell dad all the details of the game. Ừ, thì ok, tôi cũng thừa nhận là có lẽ là tôi cũng chưa kể cho bố tôi tất cả những cái chi tiết của cái trận đấu này. In my defense though, nhưng mà để bào chữa cho bản thân tôi thì bạn nhớ nhá, although ở đây tức là như kiểu bớt thôi, đúng không? Nhiều lúc các bạn dịch các bạn cứ bị quá chú trọng quá, từ là bớt thôi. Tuy nhiên đấy, để mà tự bào chữa cho bản thân tôi, đây không phải là phòng thủ nhá, mình sẽ dịch phải là bào chữa các bạn. Để mà tự bào chữa cho bản thân tôi thì sao? I didn't really know what happened until I read about it in the paper myself. Tôi không thật sự biết điều gì đã xảy ra cho đến khi mà tôi đọc, tự mình đọc cái tờ báo đấy. Ở đây các bạn nhớ giúp thầy nhá, cái từ này này, cái từ nhìn là read nhá, nhưng mà nếu mà quá khứ ấy, nếu mà quá khứ là các bạn phải đọc thành read đấy nhá, hình dung không? Read 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 ấy, cái bài read của Taylor Swift ấy. Đấy, thế như thầy nhớ có một thời là Taylor Swift có bài rap đúng không ta? Is it? Right? If my memory serves me right. Nếu mà thầy nhớ đúng. Đúng rồi, yes, anyways. Nhớ là rap nha. Nhìn khá ảo đúng không? Nhìn thì là read thôi. Nhìn rất read nhưng mà đọc lại là rap. Anyways, Dad didn't say a word to me for the rest of the night, đúng không? Đấy, và trong cả buổi tối hôm đấy thì bố tôi không hề nói một lời nào với tôi hết. Đấy, cực kỳ thất vọng. If he's still mad at me, I just hope he gets over it pretty quick. Nếu mà bố tôi vẫn còn giận tôi ấy, thì tôi mong là bố tôi sẽ nguôi giận sớm đi. Đó. Twisted Wizard 2 finally came out today. Cái trò chơi điện tử, đấy, cái trò chơi điện tử Twisted Wizard phần 2 thì mới ra mắt vào ngày hôm nay. Mình sẽ nhớ nhé. Cái trò Twisted Wizard này là một cái trò mà thằng nhân vật chính nó rất là thích các bạn. Ở các cái phần trước thì đọc cùng các bạn nhé. Là các bạn nhớ rồi. Anyways, Đông Nha, trời ơi, gần gần 100 người xem. What's up guys? Trời ơi, các bạn nào có mới đến với livestream thì nhớ đáp vào tác vào màn hình này. Được chưa? Hôm nay thử lên 10k tin xem có lên đâu. And anyways, nhớ follow nhá. Thì thầy sẽ đọc truyện khoảng tầm 2 đến 3 ngày một tuần. Nhưng mà cái lịch thì thầy sẽ thông báo ở trên TikTok nhá. Tại vì nó không cố định. Bình thường mình dạy cho bạn nào chưa biết nhá, mình là giáo viên dạy IELTS nha các bạn nhá. Mình là giáo viên dạy IELTS khoảng tầm 6 7 năm nay rồi, và đó, và mình lên đọc truyện để cho các bạn tăng thêm từ vựng thôi, được chưa? Tại vì bình thường mình dạy tương đối là bận đấy, cho nên là tùy thôi. Sẽ có ngày mình đọc, sẽ có ngày mình dạy bận mệt quá thì thôi. Thì tôi không đọc. Anyway, cho nên các bạn chủ động nhé. Chủ động theo dõi giúp mình. Thank you. Anyways, cái băng Twisted Wizard phần 2 thì được xuất bản ngày hôm nay đó. And I'm kind of counting on dad. Thầy rất là thích từ này nhé. Counting on somebody. Count on somebody. I'm kind of, counting on dad to float me some money so I can get it. Và tôi kiểu như là gì ạ? Tôi khá là gì ạ? Count on là thế nào đấy các bạn? Các bạn có biết cái bài của Bruno Mars không? Lần nào đến cái cụm này thầy sẽ hát. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. Không biết là các bạn Gen Z bây giờ còn biết bài đấy không? Của Bruno Mars. Đúng rồi. Ở đây mình sẽ hiểu cái từ đúng nhất. Cái từ count on cũng có nghĩa là dựa vào. Nhưng mà ở đây mình sẽ hiểu là mong đấy. Đúng không? I'm counting on, tức là đúng cái nghĩa ở đây nó kiểu I'm expecting. Tôi gọi là rất là mong, đúng không? Tôi đang mong chờ. Tôi đang mong chờ bố tôi gọi là
cho tôi ít tiền đấy. Float me some money đó. Tôi đang chờ bố tôi gọi là bắn cho tôi tí xèng để mà tôi có thể đi mua cái băng điện tử này. Đó, count on somebody. Nói chung là cái bài hát đấy là như kiểu là bạn có thể tin vào tôi ấy, bởi vì là sau bạn chỉ cần đếm 1, 2, 3 là tôi sẽ xuất hiện ấy. Nó như kiểu là một cái như kiểu thần đèn ấy, kiểu kiểu thế, văn hóa phương Tây ấy, người ta nói thế. Thì tôi sẽ xuất hiện ngay khi bạn cần, kiểu thế. Anyways, Friday sang ngày thứ sáu nhá. Tonight after dinner, Dad took me and Roderick out to a movie. Tối hôm nay sau bữa tối ấy, thì bố tôi đã đưa tôi và thằng bạn thân Roderick, à nhầm, và thằng anh trai, đúng không? Roderick là thằng anh trai. Đưa tôi và anh trai của tôi đi xem phim các bạn nhé. Đây, take somebody out to a movie. Đừng bảo là đi cho đưa tôi ra ngoài bộ phim nhé. Mà các bạn phải nhìn được cái cấu trúc ở này. Thấy không? Take somebody, đúng không? Mình hiểu là take somebody out to a movie. Nhìn thấy không? Thì các bạn phải nhìn được ra cấu trúc như thế này này. Thì khi mà các bạn dùng trong IELTS các bạn mới dùng được. Ví dụ như là tuần trước thì tôi cho em trai tôi đi xem phim đúng không? Last week, I took my little brother out to a movie. Done. That's it. Right? That's it. Hay thôi. Took somebody out to the movie. Xong. It's not because he was trying to be nice though. No, tuy vậy. No, đây. Cái việc mà bố tôi cho bọn tôi đi xem phim ấy. Không phải là bởi vì là bố tôi đang cố để tỏ ra tốt bụng đâu. He just needed to get out of the house. Bố tôi gọi là chỉ đang muốn gọi là ra khỏi nhà mà thôi. Đây đã không hiểu sao lại ra khỏi nhà đây. Chắc là do bà mẹ. Ông bố chạy mất dép. Remember how I told you that mom got an exercise kick a few months ago? Đúng. Bạn còn nhớ là một vài tháng trước là mẹ tôi đã tham gia một cái lớp mà tập thể dục không? Đấy, đây là ở cái phần đầu của chuyện các bạn nhé. Nhưng mà đúng, thầy vẫn nhớ tập đấy như kiểu là bà mẹ bà ấy đăng ký tập cái gì đấy như là aerobic à, cái gì nhỉ? Aerobic à? Xong rồi như kiểu là mua cái bộ quần áo tập đây này. Đó. Well, đoạn này là tiếp này. Well, she quit after her first class. Mẹ tôi đăng ký xong thì sao? Ừ thì mẹ tôi bỏ luôn. Mẹ tôi bỏ luôn cái lớp đấy ngay sau buổi đầu tiên. Dad took a picture of mom decked out in all her exercise gear the first day she went to the gym. And tonight the pictures came in the mail. Bố tôi thì đã chụp bức ảnh mẹ tôi đúng không? Mình hiểu ở đây là decked out in all her exercise kia, mình hiểu là mặc tôi mặc full đồ đây đúng không, nó tức là bố tôi đã chụp một bức ảnh mẹ tôi mặc full đồ rồi, và hôm nay bức ảnh đấy nó đã được chuyển vào hòm thư rồi. Ok mình đọc tiếp xem nào. The photo place gives you duplicate prints. Ok tức là đây mình hiểu là tiệm ảnh nhá. The photo place ở đây mình hiểu là tiệm ảnh. Tiệm ảnh thì đưa cho bạn một cái bản nào, sẽ đưa cho bạn những cái bản in làm sao đấy duplicate, các bạn biết là gì không, các bạn biết bản dup là như nào? Người ta hay nói bản dup của một cái gì đấy nó gọi là bản gì ạ? Duplicate. Duplicate là bản gì ạ? Bản bản nhân đúng không? Để ý ở đây mình hiểu là it's like a, I say it's a copy, right? Đấy là một cái bản photo hoặc là một cái bản nó như gọi là một cái bản thôi. Không phải nói tiếng Việt nào. Đúng rồi, bản sao. Đúng rồi, chuẩn. Bản sao. Ok, thank you guys. Duplicate bản sao. Mình sẽ hiểu ở đây như Ctrl C đấy, đúng không? Ctrl C, Ctrl V đấy thì nó copy paste đây. Như kiểu là cái chỗ in ấy thì nó sẽ gửi cho bạn một cái những cái bản sao của cái bức ảnh này. So, as a joke, và bố tôi có một cái trò đùa. Dad wrote labels on the two pictures of mom and put them on the refrigerator. Bố tôi thì đã viết một số những cái nhãn này, tức là bố tôi viết một cái gì đấy lên hai cái bức ảnh mẹ tôi và dán nó lên trên tủ lạnh. À. Các bạn có hình dung không? Các bạn hình dung tức là như nào không ạ? Tức là ông bố này được gửi hai bản đúng không? Và ông bố này trêu ấy. Tức là như nào? Before and after, tức là ông bố ông đang trêu gì đấy ạ? Tức là chưa tập đã nghỉ ấy. Before after trông yên nhau. No difference. Well, dad was pretty proud of himself for coming up with that one. Bố tôi ấy thì có vẻ khá là tự hào về bản thân vì bố tôi đã nào come up with something. Bố tôi đã come up with cái đấy. Đúng không? Tuy nhiên, đấy, but mom wasn't so amused. Nhưng mà có vẻ là mẹ tôi thì không thật sự quá là thích thú. Đó, mình có cái từ amused. Amused, mình có cái từ amusement ấy, tức là sự thích thú. Đó, amusement là sự
ngưỡng mộ, thích thú, mình có từ amused như kiểu là excited, right? Excited là happy, kiểu kiểu thế. Các bạn có biết one là gì không? Bố tôi khá là tự hào vì bố tôi đã nảy ra nhé, come up with something, tức là như kiểu là nảy nảy ra một cái idea ấy, đúng không? Mình hiểu là một cái idea hoặc là một cái trò đùa, đúng không? Hoặc là một cái joke, vân vân. Các bạn biết one là cái gì không ạ? Không vui đúng không? Là vui giữa trưa, bà mẹ kiểu là vui giữa trưa. Bố tôi rất là tự hào bởi vì bố tôi đã nghĩ ra cái đấy. Cái đấy là cái gì đây? Nào nhìn lên trên, cái đấy là cái gì? Cái đấy là cái gì? Là cái này. Thấy không? Oh dear, gần, trời ơi, gần 10.000 á. Cái đấy là cái joke này nhá các bạn nhá. Nhiều lúc thầy mải đọc thầy cũng không để ý lắm. Hình dung không? Được nha, trời ơi. Nếu mà em tin là nó lên được 10.000 thì nó sẽ lên được 10.000. Okay. Anyways, cái joke này nó chính là cái này, nó chính là cái that one, hình dung không? Cho nên là kể cả khi các bạn đọc truyện đấy hay là các bạn đọc IELTS reading thì đây là một trong những cái kỹ năng các bạn phải luyện nhá, chứ không phải là như kiểu là nếu mà thầy mà dịch như bình thường ấy, thầy chỉ dịch là đúng không, bố tôi nghĩ ra cái đấy, thầy chỉ nói cái đấy thôi, nhưng mà khi mình dịch ấy, mình đặt cái đấy là mình phải đánh mắt lên trên để mình nhìn xem cái đấy nó là cái gì ấy, các bạn hình dung không? Trong IELTS cũng thế nhá. Có record lại nhá em nhá. Ủa chết rồi, nói đến record mình nhớ, không biết hôm nay thầy có record không. Chết rồi. À có record nhá. Ôi rồi. Oh, my heart skipped a beat. Tim thầy vừa mới trễ một nhịp. Thầy cứ nghĩ là thầy chưa bấm record. Có record nha. Man. Các buổi trước thầy có upload các bạn nhá. Thầy có upload ở trên kênh ITB nhá. Các bạn hoàn toàn có thể tìm kênh ITB các bạn nhá. IELTS từ đầu. Nói nhanh một tí nhá để cho các bạn nhớ nhá. Trên đấy thầy có các buổi đọc truyện này. Thầy có các buổi dạy phương pháp về IELTS nhé. Reading, listening, speaking, writing, all the tips, all the techniques, all the mistakes. They are all on UT. Okay, U2B. Okay, anyway. Tiếp nhá. Thầy thầy record bằng Zoom luôn đấy. Thầy record bằng Zoom luôn thì nó sẽ dễ nhìn hơn là qua cái này. Khi mà thầy đăng lên ấy thì nó sẽ nét hơn. Anyway, tiếp nhá. Anyway, I guess that felt like it, maybe it was a good idea to put a little space between him and mom tonight. Có vẻ như là bố tôi nghĩ rằng là gì ạ? Đây là một ý tưởng tốt đúng không? It was a good idea to do something. Bố tôi nghĩ rằng đúng không? Đây có một cái ý tưởng tốt là gì ạ? Là bố tôi sẽ gọi là tạo ra một số những cái khoảng cách nhỏ giữa bố tôi và mẹ tôi tối nay. Tức là mình hiểu là gì ạ? Bố tôi cứ nghĩ là cái việc mà trêu mẹ tôi là một ý tưởng tốt. Đấy, mình hiểu nhanh như thế là được đấy, khiến mẹ tôi giận là một ý tưởng tốt. Ông bố lại cũng khá là nhanh. Anyway, we went to the new movie theater that just opened at the mall. Tối nay thì tôi ba bố con đấy, we ở đây là ba bố con, ba bố con thì đến cái rạp chiếu phim mới mở ở cái trung tâm thương mại ở gần nhà. After we bought our tickets, we went inside and gave them to the usher who was a teenager with a crew cut. Sau khi chúng tôi mua vé thì chúng tôi vào bên trong và đưa vé cho cái người soát vé. Mình hiểu, người soát vé trong rạp thôi. Who was a teenager with a crew cut? Cái người mà, tức là mình hiểu là cái thằng, đây, thằng cu soát vé này gọi là usher nhé. Usher. Anyways, và mình sẽ hiểu là thằng này đúng không? Nó, không, bạn này đi. Bạn này chỉ là một cái thằng, một cái đứa trai trai đúng không? Với một cái crew cut, thầy đang đoán nhé, crew cut ở đây mình hiểu là kiểu tóc các bạn. Đây, crew cut ở đây là kiểu cắt gì đấy? Thầy đang đoán là kiểu cắt cắt cua ấy, cắt tóc cua ấy, đó, kiểu kiểu thế. Teenager with a crew cut, cắt đây không phải là cắt kiểu động từ nhé, cắt đây như kiểu là tóc ấy, các bạn hiểu không? Cắt đây như kiểu là hairstyle đấy, đúng không? Ví dụ như nếu mà thầy đọc cho các bạn thì thầy sẽ giải thích nó là hairstyle thì nó sẽ dễ hiểu hơn. I didn't recognize him at first, but apparently dad did. Lúc đầu thì tôi không nhận ra là cái bạn này là ai. Nhưng mà có vẻ như là gì ạ? Bố tôi thì lại có nhận ra. Apparently dad did. Bố tôi thì lại nhận ra. À, tức là người quen à. Ai đấy? Ai nhỉ? I read the teenager's name tag. And I couldn't believe my eyes. Tôi đọc cái biển tên của cái người nhân viên này và tôi không thể tin vào mắt mắt mình. It was Landwood Health. Là sao? Landwood Heath đi. Okay. It was Landwood. Là ai đấy? The bad teenager who used to live on our street. Là một cái thằng cu hư hỏng đã từng sống ở gần nhà tôi. The last I saw him. Ở đây mình hiểu the last tức là như kiểu the last time ấy.
nó rút gọn đấy các bạn nhé. The last time I saw him, cái lần cuối cùng mà tôi bắt gặp cái thằng cu này thì sao? He had long hair and he was lighting someone's trash on fire. Cụ này hay này. Cái lần cuối cùng mà tôi gặp cái thằng cu hư hỏng này thì lúc đấy là nó vẫn còn đang để tóc dài đúng không? Và nó đang gì đấy bạn? Light something on fire. Đây sẽ là một cụm các bạn nhé. Light something on fire tức là một cái collocation các bạn. Một cái collocation về lửa các bạn nhé. Tức là nếu mà bạn nào đã tải nhá, bạn nào đã tải cái file từ vựng ấy mà thầy share miễn phí ở trên cái group IELTS từ đầu là cái file 1000 collocation ấy, không biết là trong này các bạn đã tải cái file chưa? 1000 collocation hay nhất có 50 chủ đề đấy, for 50 topic, thì các bạn sẽ thấy là ở những cái topic cuối cùng là nó có những cái collocation về về như kiểu là các cái nguyên tố ấy, đó, lửa, nước, ánh sáng các thứ ấy. Thì ở đây nó sẽ là cái collocation về lửa các bạn nhé. Đó chính là light something on fire. Tức là các bạn đốt như kiểu là đấy, các bạn đốt một cái gì đấy. Nó không phải là thắp sáng nha. Tức là mình hiểu là hồi đấy thằng này nó rất là, nó còn để tóc dài và nó rất là còn là nghịch ngợm. Đấy, nó đang gọi là đốt à. Nó đang đốt rác của một cái nhà nào đấy. File ở trên group IELTS từ đầu ấy. Trời ơi, cái file đấy nó hay nha. Cái file đấy mà các bạn mà học hết được là các bạn gọi là lên một trình mới đấy nhá. Mà theo thầy nó cực kỳ hay luôn. Đây đây, để thầy mở cho các bạn nhìn qua cái file 1000 collocation nhé. Nó hay kinh khủng luôn đấy. Đây này, thầy hỏi các bạn nhé, những cái chủ đề như là thành công và thất bại này. Nhưng mà cái file này là thầy đang highlight nhé. Những cái file mà thầy có highlight như thế này sẽ là để dành riêng cho các bạn học khóa UA với UB của thầy. Nhưng mà cái file thầy đưa các bạn đấy, cái file mà thầy đưa cho các bạn nó sẽ là nó không có highlight thôi, nhưng mà nội dung thì nó vẫn có nhé. Ví dụ mình sẽ có rất là nhiều những cái từ nhé, như là sức khỏe này. Đó, đó, mình có những cái từ như là ví dụ như là viêm đường hô hấp này. Đấy, dịch bệnh lây nhiễm thì gọi là gì này. Và đây là như kiểu là bị bệnh như kiểu là ốm sắp sắp toi ấy. Terminally ill, từ này rất là hay các bạn nhé. Terminally ill tức là ốm như kiểu là bị một cái bệnh gì đấy, nó gọi là bệnh gì? Bệnh gì mà kiểu xác định là toi ấy. Không phải là bệnh sắp, không phải là bệnh sắp toi mà gọi là bệnh gì nhỉ? Như kiểu là ung thư thứ ấy. Nó gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh nan y à? Bệnh hiểm nghèo đúng không? Đấy, thì mình sẽ có cái từ terminal tình yêu này cực kỳ hay các bạn nhé. Ví dụ nhá, thầy sẽ, đây là nó hơi khác chuyện tí nhưng nhá, thầy đang ví dụ cho các bạn một cái đề nhá, trong IELTS speaking đi, người ta bảo là do you think that lying is bad? Ví dụ thế nhá, bạn có nghĩ là nói dối luôn luôn là xấu không? Thì chắc chắn nhá, thầy đảm bảo luôn trong đầu các bạn sẽ luôn luôn nghĩ đến cái ví dụ là gì, đôi khi có những lời nói dối thì nó vô hại đúng không, thì những cái lời nói dối đấy thì nó không thật sự là nó kiểu gọi là mang tính gọi là lừa ấy, lừa lọc ấy. Ví dụ như là khi mà bác sĩ mà nói dối với một người mà họ đang bị mắc bệnh hiểm nghèo ấy, rồi bác sĩ nói dối họ là cái bệnh của họ vẫn gọi là curable đúng không, bệnh của họ vẫn là chữa được ấy, thì theo tôi là lời nói dối đấy là hoàn toàn chấp nhận được, chuẩn không? Tức là thầy đảm bảo đó nhá, rất nhiều bạn là luôn luôn nghĩ trong đầu cái ví dụ là như kiểu một trong những cái lời nói dối mà kiểu như gọi là white lies đấy, white lies đấy, tức là những cái lời nói dối kiểu vô hại ấy các bạn đấy. Những cái từ này nhá, nó cực kỳ gọi là cần luôn. Ví dụ như là when a patient is terminally ill right and the doctor like lies to them about their conditions telling them that they're still like curable, I don't think it's very deceiving, right? So it's okay. Đó, ví dụ thế. Thì thầy đảm bảo luôn nhá, những cái cụm này này, tại sao thầy lại cho các bạn cái file này miễn phí nhá? Tức là các bạn chỉ cần mất công bạn tải để thôi, rồi sao? Thứ nhất là nó chia theo tài, nó chia theo topic. IELTS có cái gì trong này nó có cái đấy. Và các bạn có nhìn thấy những cái từ mà nó in 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 đậm không? Là những cái từ, tức là nhá, nó không phải là cao siêu đâu các bạn. Các bạn đừng nghĩ là từ vựng khủng là nó phải gọi là những cái từ mà nghe nó lạ hoắc nhá, các bạn hình dung không, mà nó sẽ là những cái từ mà nó đúng cái chủ đề đấy, đúng cái chủ đề đấy, đúng cái lúc đấy các bạn cần dùng đúng cái cụm đấy, thì giám khảo người ta nghe người ta kiểu click phát ấy, giám khảo kiểu ok terminally ill cái bạn này đúng không, rồi tao sẽ cho bạn này nhiều điểm từ vựng hơn đó. Em lên group nhá, cái group IELTS từ đầu ấy em, cái này em đâu cần phải làm gì đâu, em cần vào đấy em tải thôi cái group. Em chỉ cần tìm trên phở bò nha, IELTS từ đầu. Có nhiều lúc tài liệu nó miễn phí nhưng mà nó hay ấy.
này thầy không không nỡ để mà thầy bỏ qua đoạn này. Cái này ở trên phở bò nhá. Lên đấy xong các bạn tìm là gì ạ? Các bạn tìm giúp thầy cái chữ 1.000 đấy. Tìm từ khóa là 1.000. Các bạn hình dung không? Các bạn tìm từ khóa 1.000 là nó tự ra đấy, thầy đăng rồi. Nhưng mà vấn đề là khổ, thầy không biết marketing nhiều. Nói thật là như thế, thầy không giỏi về marketing cho nên là nhiều lúc anh kiểu nhiều bạn không biết đấy. Đấy thì thầy thấy hơi phí, cho nên các bạn nhớ tận dụng nhé. Anyways. Trời ơi, 10 canteen. Crazy. Tối chủ nhật. Đúng rồi, chữ nói chung là cái tìm chữ 1.000 là nó sẽ ra. Đây nhá, thầy sẽ cho các bạn thấy cái từ fire nhá. Cái từ fire thầy nhớ là cái topic nó ở gần cuối thì phải. Đây, chỗ này. Đây này. Các bạn sẽ thấy chỗ này nó có từ vựng liên quan, tức là cái file này là thầy làm hết rồi. Và thầy sẽ dùng cho cái khóa, thầy sẽ bổ sung thêm và thầy dùng cái app Anki ấy, để thầy phục vụ cho cái khóa học upper A và upper B của thầy. Đây này. Các bạn thấy cái collocation liên quan đến lửa không? Tức là nhá, cái chỗ này là thầy đã highlight này. Đó, thầy đã highlight nhá. Ví dụ như là về ánh sáng thì thầy highlight màu 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 vàng. Đấy, xong rồi những cái cụm từ về nước thì là thầy sẽ highlight màu 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 xanh, xong rồi về lửa thì thầy sẽ highlight màu đỏ ấy, các bạn hình dung không? 1.000 collocation nhá. Và nếu các bạn để ý á thì gần đây ở trên group IELTS từ đầu cũng như là trên cái trang cá nhân Quang Nguyễn của thầy ấy, thầy có đăng cái cụm này các bạn nhé. Tức là khi mà nói về chủ đề sáng tạo ấy, tại vì thầy thấy có cái post của nhà tù Hỏa Lò ấy. Các bạn có biết nhà tù Hỏa Lò không? Các bạn nào mà đã một vài năm gần đây ấn tượng với cả content của nhà tù Hỏa Lò, các bạn chấm thử dưới xem nào. Cái team marketing của cái page nhà tù Hỏa Lò ấy, Hỏa Lò Relic Prison ấy. Kiểu nhiều lúc thầy thấy cái content của họ rất là sáng tạo luôn các bạn. Thì khi mà mình muốn nói là sáng tạo ấy thì mình sẽ dùng cái gì? Ngoài cái từ creative thì mình sẽ có nguyên một cái cụm nhá. Right? They always get the creative juices flowing. Đấy, họ luôn luôn là gọi là tràn đầy những cái gọi là tràn đầy ý tưởng đấy. Đấy thì những cái cụm như thế này này, theo thầy nhá, mới là những cái cụm mà đi thi các bạn ăn điểm. Được chưa? Mà các bạn nhìn xem cái cụm này nó đâu phải là có một cái từ gì khó đâu. Đúng không? Creative biết này, juices là nước ép đúng không? Orange juice, apple juice, biết hết. Flowing là chảy, ai chả biết. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải có người nói cho các bạn là nó có nguyên một cục ấy. Thầy sẽ cho các bạn nhìn qua cái Anki nhá, là cái phần mềm mà thầy sử dụng cho cái lớp UA với UB của thầy. Và cái file này là một mình thầy soạn luôn nhé các bạn nhé, một mình thầy cân cả thế giới luôn. Các bạn nhìn thấy cái chỗ này không? Các bạn nhìn thấy cái chỗ 1.000 collocation này không? Tức là khoảng tầm gần 2.000 thẻ. Được chưa? Là đủ cho 50 chủ đề luôn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy đủ 50 chủ đề của cái file này luôn đấy. Thì gần như nhá, bất kỳ bạn nào học hết cái khóa UA và khóa UB của thầy ấy, là các bạn sẽ có từ vựng cho full 50 chủ đề luôn. Những từ vựng hay nhất cho 50 chủ đề. Ví dụ như cái chủ đề về đâu nhỉ? Đâu rồi? Cái chủ đề này là tên gì? Ví dụ metaphor đúng không? Tức là ẩn dụ nhá. Ẩn dụ đâu rồi? Thầy nhớ đây. Các bạn thấy từ metaphor đây không? Thấy không ạ? Tức là các bạn học cái sách này xong nhá. Các bạn học cái file xong các bạn bấm vào đây này. Các bạn thấy học ở đây không? Đó thì thầy sẽ có những cái này. Đấy, ví dụ như là khởi đầu khó nhằn đúng không? Bây giờ thầy vẫn còn nhớ nhá, phương pháp lặp lại ngắn quãng thì nhớ ở Rocky Ford thì phải. Collocation này, một cái khởi đầu khó khăn. Nào, được chưa? A rocky start. Ok, là một khởi đầu khó khăn hoặc là đây là a thorny issue, là một vấn đề gai góc. Thì các bạn sẽ hiểu cái từ thorn này này. Cái từ thorn này là cái gai ấy, như kiểu là cái gai ở bông hoa hồng ấy. Các bạn zoom, tức là cái này là đang ẩn dụ về đây này, các bạn nhìn thấy thầy ghi là plant xong xích, tức là cái này đang là ẩn dụ về cây cây cối ấy. Thì mình có cái gì? Mình có là sỏi đá này, mình có là gai, thì mình có luôn một cái từ rất là hay nhá, speaking dùng được, writing dùng được, thì mình có thể nói là I mean global warming is a thorny issue, right? Biến đổi khí hậu là một cái vấn đề nó thật sự là gai góc và cần nhiều năm để mình giải quyết chẳng hạn. Đấy thì cái từ nhá, nghe nó rất là đơn giản đúng không ạ, nhưng mà không phải là ai cũng dùng được đâu, là các bạn phải lặp lại ngắt quãng đủ nhiều để bạn nhớ ấy. Nói chung là các khóa đăng ký, thầy nói qua một tí nhé, các khóa đăng ký thì thầy sẽ khai giảng khoảng tầm 10 ngày nữa đó. Có lớp là khai giảng 18 tháng 4, có lớp khai giảng 19 tháng 4. Khóa thấp hơn nhá, UA sẽ là về nghe đọc, được chưa? Reading listening. Khóa cao hơn là UB, là học về nói viết, speaking writing, đầu vào tối thiểu là 4.0.
So, nói chung là bốn kỹ năng mà hai khóa học là rút gọn nhất rồi, cho nên là bạn nào muốn tham gia các bạn cứ nhắn tin thôi, đúng không? Nhiều lúc các bạn cứ hỏi thầy là tham gia như nào ấy. Nếu mà các bạn thật sự mà cuối năm thi ấy, cuối 2024 hoặc là đầu 2025 à 2025 ấy, các bạn thi thì các bạn cứ nhắn cho thầy ấy, thì thầy tư vấn cho. Đó thì thế ổn để học, đúng không? Chứ thầy đâu có bắt ép các bạn. Anyways, thử nhá, thử tiếp đi. Thử tiếp nào. Đây này, đây. Nào xin mời các bạn ơi, nào. Collocation chủ đề về nước đây. Ý tưởng tuôn trào đây, mình có từ gì đây nào? Các bạn thấy cái sự kỳ diệu của cái app Anki này với cả cái lặp lại ngắt quãng không? Các bạn hình dung không? Tức là mình học cái file kia nhá, xong rồi đến bây giờ các bạn sẽ được có cái các bạn sẽ được tiếp cận với cái file này, thầy sẽ soạn cho các bạn từng cái thẻ một. Và các bạn sẽ được đặt trong câu nhá. Và các bạn phải gõ nó ra. Nào, chỗ này là gì đây? Ghép cái gì đấy? Đúng không? You can say that ideas are flowing. Bạn có thể nói là ý tưởng đang tuôn trào, hoặc là mình dùng cái cụm gì ạ? Để mô tả một quá trình gì đấy. To get đây các bạn nhìn nhá, thầy cho các bạn là từ xoay ngang. Thầy cho các bạn nhìn cái tức là chưa rồi, thôi không được không được. Thầy sẽ cho các bạn nhìn là thầy gõ nhá, to get the creative flowing. Con hoặc là conversation is flowing. À, sorry, sorry, nhầm nhầm. Đây, cái bên dưới này ở đây rồi. Đúng không? Kể cả ví dụ mình sai đi. Các bạn nhìn thấy không? Mình sai là nó sửa cho mình nhá. Right? Mình sai là nó sửa cho mình. Đó, cho nên là basically cái app này ấy, nó là một trong những cái app mà hay nhất các bạn có thể dùng. App này cũng bình thường. App này thật ra ấy, là nó các bạn adjust rất các bạn modify được rất là nhiều, nhưng trong khóa thầy có hướng dẫn các bạn nhé, để các bạn làm kiểu gì để nó gọi là như nào nhỉ, tức là nó đủ hay, là nó đủ hiệu quả để cho các bạn dùng được trong cả quãng đời còn lại của các bạn, nhưng nó cũng sẽ đủ dễ để mà các bạn không bị nản. Cái app này, thầy nói thật với các bạn nhé, cái app này ấy, là một trong những cái app miễn phí nhé, được chưa? Đây trời ơi, đây không phải quảng cáo để lấy tiền nha. Cái app Anki này, các bạn có nhìn thấy cái chữ Anki không? Cái app Anki này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Và rất nhiều những cái gọi là như nào để sinh viên ấy, sinh viên học y ở Harvard các thứ ấy, như kiểu là học y thì họ phải nhớ nhiều ấy, họ toàn dùng app này thôi các bạn, chứ họ không kiểu viết vào vở nhiều đâu, họ không kiểu viết từ vựng, với cả họ không viết definition vào vở quá là nhiều đâu các bạn, viết thế làm sao mà họ nhớ được, viết xong rồi quên luôn đó. Đây như cái chỗ này nhá, ví dụ như về cây này, chỗ này thật ra thầy vẫn nhớ. Lâu lâu không làm rồi. Fan joy thì phải. Of hope thì phải. Không nhớ lắm. Đây, các bạn thấy không? Đây là lâu lâu không học nha. Lâu lâu không học nhưng mà thầy vẫn nhớ nhá. Đấy, đấy, một số một cái gì đấy nó gieo cái niềm hy vọng. Được chưa? Dùng luôn nhé. Plant seeds of hope. Đấy, hoặc là gì ạ? Nó gieo cho tôi những sự ghen tị nhá. Thì plant seeds of jealousy. Nào, thầy hỏi các bạn là nó có hay không? Nó đơn giản nhưng mà nó hay ý. Vấn đề là nó như thế, nó rất là đúng và trọng tâm. Em Anki nhá, chắc là hôm nào thầy phải làm cả mấy clip em ơi, chứ bây giờ ngồi ở đây thì không ấy được. Anki, Anki. Các bạn đây nhá. Đây là cái file cho miễn phí này. Còn cái bộ thẻ Anki là thầy chỉ soạn riêng dành cho các bạn tham gia khóa thôi. Nhưng nói chung là chăm chỉ thì học hết cái file này là ngon rồi. Đấy các bạn hình dung. Cái app này là Anki nhá, trời ơi, đang đọc truyện đâm ra cái app hay quá, free nha. Anki lên mạng mà tải, vấn đề là có biết dùng không, đúng không? Nhưng mà thầy thấy là cũng có nhiều người hướng dẫn trên mạng đấy, nó có nhiều kiểu lắm. Thank you Viết Lâm. Trời ơi. Anyways, thôi đọc tiếp nhé. Hay, nhiều lúc từ vựng nó hay ấy. Nhiều lúc từ vựng nó hay cho nên là thầy đã hơi hơi bị cuốn các bạn, hơi bị cuốn theo. Thôi được rồi, hôm nay là mình đọc hết trang 156 đúng không? Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, ôi nhanh thật. Cảm ơn các bạn nhé. Hôm nay các bạn đã theo dõi cái livestream này. Và các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về IELTS. Anyways, tức là như kiểu là khi mà em đang như kiểu em bị nói lệch lệch trọng tâm ấy. Em đang đọc truyện xong em lại giải thích về từ vựng ấy. Xem mà anyways là ok, nói như kiểu ok, bây giờ quay lại vấn đề chính. Thì mình sẽ nói từ anyway. Kiểu thế. Thứ bảy chủ nhật không có rồi em ạ. Chỉ có các cái lớp nó khá là ít slot ấy. Tại vì một lớp thầy dạy nó quanh 6 đến 8 người thôi. Ở group IELTS từ đầu nhá, chứ group IELTS từ đầu trên phở bò nhá. Trong lúc mà thầy nói qua về khóa học một chút nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi về IELTS nhá, ở phở bò nhá.
bạn vào đấy mà lấy file miễn phí mà. Dạy cả offline cả online, mà offline thì thầy sẽ dạy ở Hà Nội nhé, ở đường Láng Hạ, ở trung tâm Hà Nội luôn. Còn online thì cả nước luôn, nhưng mà thầy nói trước nhé là lớp online hết slot nhanh hơn lớp offline đấy. Lớp online thì còn khoảng 3 slot nữa, lớp online còn đúng một. Trời ơi, cái lớp còn có một slot nữa mà mãi chưa bạn nào chốt. Cho nên là bạn nào mà cuối năm nay thi, cuối 24 đầu 2025 thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào thầy nhé. Nhắn qua TikTok cũng được, nhắn qua phở bò cũng được, nhắn qua đâu cũng được. Thì thầy sẽ tư vấn cho các bạn. Thấy phù hợp thì mình học thôi, có vấn đề gì đâu. Còn thầy, ví dụ thầy chưa phù hợp thì thôi. Đó. Nhưng yên tâm nha, thầy sẽ đảm bảo là cái số tiền các bạn bỏ ra là nó cực kỳ xứng đáng. Được chưa? Tại vì ngày trước thầy đi học thầy biết mà. Thầy biết là khi mà các bạn đóng tiền học nó rất là áp lực. Cho nên là chắc chắn nha, thầy đảm bảo các bạn là đồng tiền các bạn bỏ ra nó sẽ xứng đáng. Đừng như sắc thủy nha. Rồi. Hôm trước vừa đọc báo ông lừa hơn 200 tỷ, sợ thật. Anyways, có online nhé, Nabi nhé. Em cứ nhắn cho thầy là được. Nhắn trực tiếp nhé, có online một lớp online về nghe đọc này. UA là về nghe đọc và một lớp UB online là về nói viết. Thế thôi. Được chưa? Tại vì một mình thầy dạy trực tiếp, thầy dạy hết tất cả khóa luôn. Cho nên là nó chỉ có một đến hai lớp thôi. Right? Một tuần chỉ có 7 ngày thôi. Không thể nào dạy hơn được các bạn. Anyways, bất kỳ thông tin gì về khóa học nhé, hoặc là về IELTS các bạn cứ có thể nhắn tin trực tiếp nha. Còn bây giờ thì thank you and bye. Hôm thầy sẽ thông báo lịch đọc các bạn nhá, thông báo lịch đọc truyện tiếp ở trên group này nhá. Đây. Nói chung là thầy sẽ thông báo hết trên này, không có lịch trước đâu các bạn, tại vì hôm nào rảnh thầy mới đọc được. Thì có gì các bạn theo dõi trên đấy giúp thầy nhá. Ok, chịu khó chút nha. Thầy sẽ hẹn các bạn vào tuần sau nhé. Tuần sau chắc cũng đọc 2-3 buổi gì đấy. Bye. Thank you for joining the stream. It's a wonderful, very successful live stream today. Bye bye. See you guys later. Here, here. Here, here.